Liga 2 Indonesia mùa giải 2024-2025 dự kiến diễn ra từ ngày 7 hoặc 13 tháng 9 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025. Đây là phiên bản thứ 15 của sân chơi hạng 2 trong hệ thống bóng đá Indonesia. 26 câu lạc bộ sẽ tranh tài trên khoảng 30 sân vận động ở 12 tỉnh thành để tìm ra 3 đội bóng lên chơi tại Liga 1 Indonesia. Sau đây là tổng quan về các sân vận động tại Liga 2 Indonesia mùa giải 2024-2025. Sân vận động Sriwidari là sân nhà của tân binh Adiaksa Farmo, đội bóng mùa trước mang tên Adiaksa FC. Nằm ở thành phố Surakarta của tỉnh Trung Java, sân vận động đa năng này là một trong những sân bóng lâu đời nhất Indonesia. Được xây dựng từ năm 1932 đến 1933, sức chứa của sân vận động Sriwidari khoảng 5.000 khán giả. Sân nhà của Bekasi City là sân vận động Singgih Perbangsa. Nằm ở Karawang, tỉnh Tây Java, sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 1951, sau đó cải tạo toàn diện vào năm 1998. Sức chứa của sân vận động Singgih Perbangsa khoảng 15.000 khán giả. Sân vận động Chisanja sẽ là sân nhà của hai câu lạc bộ Bayangkara Brizisi và Perseka. Nằm ở Tegal, tỉnh Trung Java, sân vận động đa năng này được xây dựng vào những năm 1980, sau đó được cải tạo vào năm 2016 và 2020. Sức chứa của sân vận động Chisanja khoảng 5.000 khán giả. Sân vận động Kera Sekti là sân nhà của tân binh Dejan FC. Nằm ở Nam Tangerang của tỉnh Banten, tổ hợp sân bóng cỏ nhân tạo này đang được cải tạo, bao gồm xây dựng khán đài và các khu vực hỗ trợ khác. Dự án dự kiến hoàn thành trong tháng 8 này. Gelora Delta là sân nhà chính thức của Delchat FC, hiện tại sân vận động này đang được cải tạo. Nằm ở Sidoarjo của tỉnh Đông Java, sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 2000. Dự án cải tạo sân vận động Gelora Delta bắt đầu vào tháng 1 năm 2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2024. Sau cải tạo, sức chứa của sân vận động này là 19.000 chỗ ngồi. Delchat FC sẽ sử dụng sân vận động Gelora Soprijadi làm sân nhà trong thời gian sân vận động Gelora Delta cải tạo. Nằm ở Blitar, tỉnh Đông Java, sân vận động đa năng này được cải tạo vào năm 2007. Sức chứa của sân vận động Gelora Soprijadi khoảng 6.000 khán giả. Gelora Joko Samudro là sân nhà chính thức của Gresik United, hiện tại sân vận động này đang được cải tạo. Nằm ở Gresik của tỉnh Đông Java, sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 2017. Dự án cải tạo sân vận động Gelora Joko Samudro bắt đầu vào tháng 1 năm 2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2024 với chi phí 108 tỷ rupiah. Sau cải tạo, sức chứa của sân vận động này là 22.000 chỗ ngồi. Trong thời gian sân vận động Gelora Joko Samudro cải tạo, Gresik United sẽ sử dụng sân vận động Gelora Bangkalan làm sân nhà. Nằm ở Bangkalan, tỉnh Đông Java, sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 2010 đến năm 2012. Sức chứa hiện tại của sân vận động Gelora Bangkalan là 10.000 khán giả. Sân vận động Kebokiro là sân nhà của Nusantara United. Nằm ở Boyolali, tỉnh Trung Java, sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng vào năm 2019 với chi phí 22 tỷ rupiah. Sức chứa của sân vận động Kebokiro khoảng 12.000 khán giả. Sân vận động Surajaya là sân nhà chính thức của câu lạc bộ Persela. Tuy nhiên hiện tại, sân vận động này đang được xây dựng lại hoàn toàn. Nằm ở Lamongan, tỉnh Đông Java, sân vận động Surajaya mới được bắt đầu xây dựng vào tháng 2 năm 2024 và dự kiến hoàn thành vào nửa đầu năm 2025.
với chi phí xây dựng 292 tỷ rupiah. Sức chứa của sân vận động này sau khi hoàn thành là 12.097 chỗ ngồi. Trong thời gian sân vận động Surajaya được xây dựng lại hoàn toàn, Persela FC sẽ dùng sân vận động Bumi Wali làm sân nhà. Nằm trong Tuban Sports Center ở Tuban, tỉnh Đông Java, sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 2018 đến 2019. Với chi phí 58 tỷ rupiah, sức chứa của sân vận động Bumi Wali khoảng 15.000 khán giả. Do thiếu sân vận động ở Goa Open, Persiwa FC sẽ cùng sử dụng sân vận động Mandala làm sân nhà với Persipura Jayapura. Nằm ở Jayapura, tỉnh Papua, sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 1950. Sau đó sân vận động đã trải qua 3 lần cải tạo. Sức chứa hiện tại của sân vận động Mandala là 15.000 khán giả. Persiwa FC là một trong 6 tân binh của giải. Sân nhà của họ là sân vận động Letien Haji Sudirman, nằm ở Bojonegoro của tỉnh Đông Java. Sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 1983. Sức chứa của sân vận động Letien Haji Sudirman khoảng 10.000 khán giả. Gelora Bumi Kartini là sân nhà chính thức của câu lạc bộ Persijap. Hiện tại, nó đang được cải tạo, nằm ở Jepara, tỉnh Trung Java. Sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 2008 với chi phí 12 tỷ rupiah. Dự án cải tạo sân vận động Gelora Bumi Kartini bắt đầu vào tháng 1 năm 2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2024. Sức chứa sau cải tạo của sân vận động này là 8.570 chỗ ngồi. Trong thời gian sân vận động Gelora Bumi Kartini cải tạo, Persijap FC sẽ sử dụng sân vận động Kebong Dalem làm sân nhà. Nằm ở Kendan, tỉnh Trung Java, sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 2005. Sức chứa của sân vận động Kebong Dalem khoảng 6.000 khán giả. Persikabo 1973 là một trong 3 câu lạc bộ mới rớt hạng từ Liga 1. Sân nhà của họ là sân vận động Pakansari, nằm ở Bogor, tỉnh Tây Java. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 2012 đến năm 2014. Với chi phí xây dựng 803 tỷ rupiah Indonesia. Gần đây sân vận động đã được cải tạo. Sức chứa của sân vận động Pakansari là 30.000 chỗ ngồi. Sân vận động Persikers là sân nhà của tân binh cùng tên, nằm ở Subang, tỉnh Tây Java. Sân vận động này được xây dựng vào năm 1948. Sức chứa của sân vận động Persikers khoảng 1.500 khán giả. Tân binh tiếp theo là Persikota, sân nhà của họ là sân vận động Benteng Ribon, nằm ở thành phố Tangerang, tỉnh Banten. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 1987 đến 1989. Sân vận động sau đó được cải tạo từ năm 2020 đến 2022 với chi phí 31 tỷ rupiah. Sức chứa của sân vận động Benteng Ribon là 7.500 chỗ ngồi. Persikabo FC cũng là tân binh của Liga 2. Sân nhà của đội bóng này là Vevu Weten, nằm ở Kudu, tỉnh Trung Java. Sân vận động này được cải tạo làm nhiều đợt từ năm 2018 đến 2022 với kinh phí 80 tỷ rupiah. Hiện tại sân vận động cũng đang được cải tạo với chi phí 2,6 tỷ rupiah. Sức chứa của sân vận động Vevu Weten khoảng 10.000 khán giả. Sân vận động Joyokusumo là sân nhà của câu lạc bộ Persipa, nằm ở Pati, tỉnh Trung Java. Sân vận động đa năng này đã trải qua 3 lần cải tạo với tổng chi phí 36,5 tỷ rupiah. Sức chứa của sân vận động Joyokusumo khoảng 2.000 khán giả.
sân vận động Gawa Lise là sân nhà của câu lạc bộ Persipan, nằm ở Palu, tỉnh Trung Sulawesi. Sân vận động này được xây dựng vào năm 1990, sau đó được cải tạo vào năm 2022. Sức chứa của sân vận động Gawa Lise khoảng 4.000 khán giả. Câu lạc bộ Persiraha sẽ sử dụng hai sân vận động làm sân nhà tại Liga 2 mùa này. Đó là sân vận động Harapan Bangsa và Haji Bimiutala. Hiện tại, cả hai sân vận động đều đang được cải tạo cho tuần lễ thể thao quốc gia Indonesia 2024. Nằm ở thành phố Bandar Aceh của tỉnh Aceh, sân vận động Harapan Bangsa được xây dựng từ năm 1991 đến 1997. Sân vận động đã trải qua hai lần cải tạo. Dự án cải tạo sân vận động Harapan Bangsa hiện tại được bắt đầu từ tháng 1 năm 2024 và dự kiến hoàn thành trong tháng 8 này. Với chi phí 324,56 tỷ rupiah. Sau cải tạo, sức chứa của sân vận động Harapan Bangsa là 17.000 chỗ ngồi. Sân nhà thứ hai của Persiraha là Haji Bimiutala, cũng nằm ở thành phố Bandar Aceh của tỉnh Aceh. Sân vận động này được xây dựng vào năm 1957, sau đó được cải tạo vào năm 2018. Dự án cải tạo sân vận động Haji Bimiutala hiện tại được bắt đầu vào tháng 1 năm 2024 và dự kiến hoàn thành trong tháng 8 này. Với chi phí khoảng 84,1 tỷ rupiah, sau cải tạo, sức chứa của sân vận động Haji Bimiutala là 8.000 chỗ ngồi. Sân vận động Mandala Krida là sân nhà của câu lạc bộ PSIM Yogyakarta, nằm ở thành phố Yogyakarta của đặc khu Yogyakarta. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 1976 đến 1978, sau đó cải tạo toàn diện vào năm 2013 với chi phí 158 tỷ rupiah. Sức chứa của sân vận động Mandala Krida khoảng 17.500 khán giả. Sân nhà của Sriwijaya FC là sân vận động Gelora Sriwijaya. Trong thời gian sân vận động Sangkuriang được cải tạo, câu lạc bộ PSKC Cimahi sẽ sử dụng sân vận động Gelora Sriwijaya làm sân nhà cùng với Sriwijaya FC. Nằm ở thành phố Palembang của tỉnh Nam Sumatra, sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 2001 đến 2004. Sân vận động sau đó được cải tạo vào năm 2017 và 2021. Sức chứa của sân vận động Gelora Sriwijaya là 23.000 chỗ ngồi. Trong thời gian sân vận động Teladan được xây dựng lại, sân nhà của PSMS là sân vận động Baharuddin Siregar, nằm ở Deli Serdang, tỉnh Bắc Sumatra. Sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 1971, sau đó cải tạo vào năm 2000. Sức chứa của sân vận động Baharuddin Siregar khoảng 6.000 khán giả. Sân vận động Kaharuddin Nasution Rumbai là sân nhà của câu lạc bộ PSPS, nằm ở thành phố Pekanbaru của tỉnh Riau. Sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 1980, sau đó cải tạo vào năm 2011. Sức chứa của sân vận động Kaharuddin Nasution Rumbai khoảng 15.000 khán giả. Sân vận động Antung Suropati là sân nhà của câu lạc bộ mới xuống hạng từ Liga 1, Ran Nusantara, nằm ở thành phố Pasuruan của tỉnh Đông Java. Sân vận động này có sức chứa khoảng 2.000 khán giả.